Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên truyền hình FBNC với anh Nguyễn Đình Đạt, Chủ tịch kiêm Tổng đốc của công ty Quân Đạt. Xin chào anh Đạt trở lại. Thế anh là suốt những cái câu chuyện cũng thấy là cái vai trò thành lập cũng như dẫn dắt cái công ty từ một cái cửa hàng, một cái tổ hợp nhỏ cho đến một công ty như hiện nay. Và những tiếp thu những cái công nghệ mới của nước ngoài rồi là trở nên cái người mà kêu là supplier, một công ty supplier cho những cái công trình lớn vân vân. Thì cái công việc của anh phải hình dung là rất là nhiều. Thì có khi nào mà anh cảm thấy mình bị stress không anh? Nhiều khi công việc nó nhiều, áp lực về công nợ nó làm cho mình cũng mệt mỏi mệt mỏi lắm. Có những lúc tôi nói anh nghe là không có việc làm. Rồi những cái thời điểm khủng hoảng. Bây giờ đứng trước cái sự việc như vậy, mình giải quyết vấn đề công ty. Tôi đã có những cái giai đoạn qua khủng hoảng rất là nhiều thời gian. Lúc khởi sự khủng hoảng nó khác, lúc công việc nó có khởi sự nó khác, lúc thị trường đúng bị rồi xuống thì khủng hoảng nó khác, và lúc việc nhiều khủng hoảng cũng khủng hoảng, đúng rồi. Dạ. Thành chứ không phải là coi như là ít việc khủng hoảng mà nhiều việc nó cũng khủng hoảng. Thế thì tôi nghĩ rằng vấn đề đối với tôi quan trọng nhất là con người. Con người nó dẫn tới cái sự quyết định, cái sự thành bại của một doanh nghiệp. Mà những con người đây là hai việc: có cái tâm và có cái kỹ năng, có kiến thức và gắn bó với công việc. Tôi chỉ nói anh có bao giờ anh đuổi một người nào không? Tôi gần như là trường hợp đuổi là trường hợp có. Nhưng mà cái đó là bất khả kháng. Vì đạo đức. Vì đạo đức thôi, chứ không phải vì vấn đề là họ kiếm sống. Có những người mà làm việc với tôi, nhảy ra ngoài đi làm công ty hoặc mở công ty thất bại, tôi vẫn nhận lại. Và hiện giờ vẫn làm. Mà số đó người ta cứ bảo là anh làm như vậy thì nhiều đứa khác noi gương, rồi nó không sợ, kêu không phải. Cái chuyện không đúng. Đôi khi á, nhiều khi người ta muốn thử sức mình, cũng giống như mình thôi. Ngày xưa á, mình cũng muốn nhảy ra mình làm, đúng thì hãy để cho họ một cơ hội. Có cơ hội. Mà nếu mà ví dụ anh cứ tưởng tượng mà nhiều người có khát vọng làm chủ công ty, khát vọng làm giàu cho bản thân, thì xã hội nó sẽ phát triển. Vâng, anh khi những cái vấn đề mà về căng thẳng chẳng hạn hay là trong công việc, nhưng mà cũng có những cái giờ mà mình cần nghỉ ngơi để giải trí, thì anh thường giải trí bằng cái gì? Tôi có rất nhiều bạn. Thể thao hay gì? Hay là... Dạ, thể thao tôi cũng chơi, văn nghệ cũng chơi. Vâng. Và bạn bè chia sẻ cũng có, tôi rất là đông. Tôi cũng có một cái là tôi bạn bè tôi là, nhất là bạn học rồi bạn cùng làm với nhau thì rất đông. Thể thao thì anh chơi cái gì? Tôi chơi cũng có chơi tennis, đánh golf thì cũng tập một thời gian, nhưng mà sau công việc nó bận quá thì cũng đang ngừng. Bạn tôi là coi như bây giờ mấy anh cũng hay đi thường xuyên. Văn nghệ thì anh hát hay là hát hò đàn ca sáo nhị gì cũng có. Dạ, tôi chơi văn nghệ từ cái thời tôi học Phú Tông anh. Đã chơi rồi, thành ra cái đó nó cũng giống như là nó làm cho mình đỡ cái căng thẳng. Dạ. Vâng, gia đình của đóng vai trò như thế nào trong cuộc đời của anh? Tôi nghĩ là gia đình đóng vai trò rất là quan trọng đóng cuộc đời của tôi. Nếu không có gia đình thì sẽ không có một sự phát triển vững bền đối với doanh nghiệp. Và đối với tôi, gia đình là trên hết. Tất nhiên là cái công việc anh làm để anh phục vụ cho vấn đề lo cho gia đình. Gia đình vẫn là cái căn cơ. Và đặc biệt là đối với con cái. Thì tôi nghĩ rằng tôi đào tạo. Anh có mấy cháu ạ? Tôi có hai cháu trai. Hai cháu trai thì học ở nước ngoài. Dạ. Thì cháu lớn chưa, đi làm phụ anh chưa? Một cháu thì ra trường rồi, một cháu đang đi học anh. Vâng, đi học. Dạ. Con người ta cuối cùng á, như cái tôi nghĩ là cái như cái tuổi của anh đã bắt đầu mình á, là bắt đầu suy nghĩ về mình. Dạ. Thì anh có thì con người ví dụ như là có sự nghiệp này hoặc sự nghiệp khác rồi, nhưng mà con người á, là cũng phải đi tìm cái hạnh phúc. Như vậy thì theo anh là hạnh phúc là gì? Có phải là mình có nhiều tiền là mình hạnh phúc, mình có 1 triệu đô, 2 triệu đô, 10 triệu đô là mình hạnh phúc, hay là mình có một cái chức vụ phục vụ xã hội nào đó thì mình hạnh phúc, vân vân. Thì theo anh là cái hạnh phúc đối với anh là cái gì ạ? Tôi nhiều người cũng hay nói tôi là tôi khổ. Nhưng mà tôi nói anh nghe cái hạnh phúc hay cái khổ đau hay là cái sự vui sướng là tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người và tùy cái duyên cơ của mỗi người.
tôi là người theo Phật giáo. Vâng. Và tôi nói với anh thế này, tôi cảm thấy mình cũng không phải là tài năng lắm. Ừ. Học hành thì nó cũng được. Ừ. Xuất sắc như bạn bè cũng phải, không không xuất sắc như bạn bè. Nhưng bây giờ làm được những điều này thì tôi nghĩ rằng cho đến giờ này tôi nhìn lại thì ngoài sức tưởng tượng cả. Vâng. Không bao giờ tôi nghĩ rằng mình có một công ty, chứ đừng nói là có một công ty như ngày hôm nay. Ừ. Và tôi nghĩ là cái đó là nó thuộc về duyên phận. Gặp những đối tác, những đối tác đó họ hỗ trợ mình, hoặc là đối tác họ dẫn dắt mình để mình làm nên, hoặc là họ mở lối cho mình, đều là duyên phận. Thành ra cái việc giàu, nghèo hay là việc như thế nào đó tôi nghĩ không phải là một chuyện lớn. Mà chuyện lớn là mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình cảm thấy mình vui, mình cảm thấy là mình có ích. Tôi là một người mà tôi nghĩ là cho đến bây giờ tôi vẫn theo đuổi cái nghề này. Và làm sao tìm kiếm trong cái lực lượng trẻ của chúng tôi, những người yêu nghề, để tôi chuyển giao cái tâm huyết của tôi cho họ, để họ dẫn dắt công ty Quân Đạt đi ở những cái thời điểm về sau. Vâng. Và tôi nghĩ rằng Quân Đạt hiện giờ qua bên Miến Điện vẫn là giữ tên Quân Đạt. À. Mặc dù là lương danh. Và tôi nghĩ ít nữa qua Mỹ vẫn là giữ tên Quân Đạt. Vâng. À. Vâng. Là tôi nghĩ là cái việc đó là làm sao cũng giống nhau. Không phải là mình nói là toàn cầu gì cả, nhưng cái nghề của mình đi tới đâu mình giữ cái tên đó. Và một cái chữ Quân Đạt có dấu hoàn toàn. Đạt là tên anh, còn Quân là ai? À, Quân là người bạn. Một cái anh tên là anh Quân. À, vâng. Ngày xưa khi thành lập thì có ba anh. À. Anh Hà, anh à. Nguyễn Hồng Hà. À. Anh Trần Thiếu Quân và tôi. À. Thì khi thành lập công ty thì nó trùng tên, thành ra mấy cái cô cấp phép á, cô lấy tên của hai ông cô đặt lên. À. Trở thành Quân Đạt. À. Mà cái tên hồi đó nó kỳ lắm. À. Nhưng mà sau khi mà làm rồi thế thì bây giờ nó cũng đã nhiều người biết, mình không thể thay tên đổi họ nữa. À, à. Quân Đạt. Thế là mình tạo cái mình tạo ra cái tên mà. Dạ. Mình là đôi khi có những cái chữ rất là kỳ, nhưng mà con người là mình tạo cho nó. Dạ. Thân thiện hay. Dạ. Là nó tạo ra cho người cái sự quen thuộc ở. Dạ. Trong cộng đồng. Cái gì làm cho anh buồn nhất ạ? Tôi nghĩ là gì? Là mọi người coi như là xa lánh mình. À. Tôi nghĩ là cái đó tôi buồn nhất. Ừ. Nhưng mà không sao, bây giờ thì anh có nhiều bạn mà. Vâng. Tại vì cái việc mà khi anh cô đơn, mọi người xa lánh, anh sẽ cô đơn. Ừ. Thì anh buồn. Ừ. Còn cái chuyện mà thí dụ anh có thể trong công việc nó nhiều, thì anh có đồng nghiệp. Nói chung là anh, vấn đề quan trọng là tôi nghĩ là anh biết chia sẻ hay không. Ừ. Anh chia sẻ thì anh cảm thấy nó thanh thản. Ừ. Kể cả những cái rủi ro, kể cả những cái hạnh phúc. Ừ. Và tôi là người biết chia sẻ. Vâng. À, xin cảm ơn anh. À, kính thưa quý vị vừa xem xong chương trình Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp với anh Nguyễn Đình Đạt, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của công ty Quân Đạt. Và qua câu chuyện của một cái người sinh viên tốt nghiệp đại học tại Đà Nẵng, rồi là làm công nhân viên chức, lặn lội ở núi rừng Trị An, cho đến là việc thành lập một cái công ty mà để thỏa mãn cái ước mơ làm chủ của mình. Và cho đến hiện nay anh muốn truyền cái ngọn lửa đam mê đó cho các thế hệ trẻ. À, và đã tìm thấy cái sự thanh thản của tâm hồn. Đó là một con người phải nói là đã đạt được cái sự kêu là cân bằng trong cái cuộc sống của mình. Và đó chính là niềm hạnh phúc. Và tôi hy vọng rằng chương trình đã mang lại cho quý vị những thông tin đáng tham khảo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và mong được gặp lại quý vị trong những chương trình khác. Xin cảm ơn anh Đạt. Rồi, cảm ơn anh Trần.